Yeah. Bé Phúc Anh đấy hả? Có phải bé Phúc Anh đấy không? Ông khỉ ơi. Ông khỉ sẽ đi bắt bé Phúc Anh vì bé Phúc Anh không nghe lời nha. Đúng không? Hả? Bé Phúc Anh không nghe lời à? Đi bắt bé Phúc Anh đây, bé Phúc Anh đâu rồi? Đâu? Bố mẹ đưa bé Phúc Anh đây, để ông khỉ ăn thịt đó, đúng rồi. Đâu rồi? Các bạn đừng có nhìn thấy bé Phúc Anh đâu không? Để ông khỉ ăn thịt nào. Ông khỉ đi bắt bé Phúc Anh do là bé này không nghe lời nhá. Bé này còn bướng nữa các bạn ạ. À. Không ngoan, không chịu ăn. Đâu rồi, cho vào cái bao tải nào. Đâu rồi? Ngoan biết chưa? Nghe lời, ông khỉ mới không bắt đi nhớ.